Là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề số 1 về chuyển đổi số, Thái Nguyên đã sớm nắm bắt cơ hội để kiến tạo những nền tảng phát triển. Đến nay, Thái Nguyên xếp vị trí thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số chuyển đổi số và là một trong 10 địa phương dẫn đầu về hạ tầng số. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, những kết quả này là nền tảng để Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực, chủ động, triển khai định hướng phát triển chuyển đổi số theo quan điểm mới của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết quan trọng Chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh 3 điểm mới trong quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế xã hội, mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại, phương thức sản xuất số. Trong đó đặc trưng của các lực lượng sản xuất là sự kết hợp hài hòa giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu trở thành một tài nguyên, trở thành tư liệu sản xuất quan trọng. Đồng thời quan hệ sản xuất cũng có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt là trong hình thức sở hữu và phân phối tư liệu sản xuất số. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Huy Dũng khẳng định, quán triệt sâu sắc những quan điểm đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm về chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên sẽ nỗ lực để phát triển bằng chuyển đổi số. Tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành trên từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề, đề nghị ngành quan tâm thực hiện như phát triển hạ tầng chuyển đổi số tại những địa bàn vùng sâu vùng xa, đẩy mạnh ứng dụng số để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực số, thu hút các lực lượng, các doanh nghiệp số tham gia đầu tư tại Thái Nguyên.